mình là Dương Quốc Thịnh nha, thì ngay cái dốc cầu người ta hay băng ngang nè, người ta hay băng ngang như vậy nè, thì đó phía trên đó còn xa đó là ấy, là có tai nạn thấy không, để mình dừng lại cho coi cho mình đi nghe mình thấy đó, cho nên nó nguy hiểm lắm đó, cho nên mình quay hoài là vậy đó. Cái dốc cầu, với dốc cầu là không có được băng ngang như gì, như cái người đang đứng trên băng ngang như này là tai nạn hoài à, đi ngang mình thấy hoài à, đó, à, mình zoom lại gần này cho coi nè, đó. Đó, thì các bạn đi chú ý giùm, cái này là ngay dốc cầu Cái Thào hạ mà phía bên đây nè nha, phía bên đây chứ không phải ngay chợ. Các bạn chú ý giùm mình đó, cho nên mình không phải mình rảnh đâu nè, quay nè, đi cho đúng lực thì nó đỡ lắm. Dương Quốc Thịnh nha, có bán gạo 0949063570, đi không đúng lực thì nó dễ bị cái tai nạn nè, nó giữa khung hình đó, nó chiếc xe nó quẹo xuống luôn rồi đó, mình có tiện đứng trên đó nên nó đang lu bu đó. Rồi các bạn thấy không đó, bị cái máy sao nó không có 3G 4G để động chết mất tiêu, cái này nó về phải phát lại. Bữa nay là bữa 15 tây, 15 tây lúc này cũng gần 4:10 đó, cái nút giao thông nó nguy hiểm lắm, cho nên mình đi mà sái lực là mình dễ bị dướng vô đó, đó chỗ bu đông đó. Đó, đó mình xin kết thúc nha, nắng quá, nắng quá. Đó, đó, công an cũng băng ngang luôn à, công an đó cũng nguy hiểm lắm, nguy hiểm dữ lắm, nó xe có lượng xe hết hồn luôn, lượng xe hết hồn luôn mà đi nó dễ kẹt lắm, tại vì trên đây nó hẹp. Đó, cái này cầu Cái Tàu hạ nha, đó giờ bu nó chặt đường, chặt nguy hiểm lắm. Đây cái bề ngang có 3.5m à, đó, cho nên mình đi ngang chú ý, mà ngay cái chỗ cái nút mà chỗ người ta đang đông đông như vậy nó kẹt đường mà bu với anh chi, vì trên dốc đổ xuống người ta cũng né qua né lại cũng khó nữa đó. Thì mình zoom lại gần chút nữa nè, hết gần hết lóc rồi đó, đó. Cho nên hay người ta hay xẹt ngang nhiều lắm, đó, người ta hay xẹt ngang xẹt qua xẹt lại, cho nên mình quay hoài là vậy đó, đó. Xe người ta chạy nhanh lắm, tôi nói thấy không, các bạn thấy là mình nói cái câu chuyện đó cho nó có, chứ không phải là mình dựng câu chuyện lên mà mình nói cho các bạn ấy, đó. Có công an luôn, công an nó gấp nó cũng phải qua lề trái nó giải quyết liền. Đó. Mình Dương Quốc Thịnh có bán gạo nha, có ai mua thì ủng hộ giùm mình 0949063570. Đó. 0949063570. Cái dốc cầu này cầu Cái Tàu hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, nó nằm trên quốc lộ 80. Cái hướng này đi về Mỹ Thuận nè. Đó, xe container nó kẹt dữ lắm mà bu đông nó nguy hiểm, cho mình không dám đứng trên cái dốc nữa. Đó. 0949063570 nha. Có ai giúp đỡ hoặc có ai ủng hộ giùm mình thì ủng hộ. Đó. Thì có ủng hộ mua gạo thì mình thì mua, mình gửi tới Sài Gòn 186 An Dương Vương Trần Chín Củi, hoặc là xe Phú đầu đường Ngô Quyền 3/2 đó, nó có tai nạn đó thấy không, phía bên kia mình tại mình cũng nhát lắm, mình không dám quay, có tai nạn bu phía trong đó, đó. Cho nên các bạn chú ý giùm, không có chạy theo ý mình được đó, nó đông dữ lắm. Phía dưới dốc có rồi đó, có người cho nên ta bu đó, nhưng mà mình nhát lắm, mình cũng nhát
nhát, mình không dám lại gần, mình quay nó bị ngọt vào qua đường khó đó, là có sự cố rồi công an nó mới lại rồi đó, đó. Cho nên nhiều khi mình chạy là người ta bên lề trái rồi mình hạn chế mình chạy chậm rồi người ta tưởng là mình ở không đó. Nguy hiểm lắm, có lượng xe dữ lắm các bạn, không có ý được chứ không, nó qua nó phải lắng lên luôn trên cái lim vàng này đâu có được, có ló qua đâu đó. Có công an giải quyết là có chuyện rồi đó.